Ổ quái thú rồi các bạn ơi. Tôi mau phai. Tôi Nidalee. Có Vla nữa thì đẹp. Có mỗi hai cái găng rồi, lắp găng đạo tặc luôn ạ. Hôm qua bảo trưa nay quá đó. Đâu có bảo đâu, ơ kìa. Hôm qua bảo trưa nay lúc nào? Bấm nhầm kìa, tí thì cúc. Ông này mạnh thế. Hát được không ta? Ồ, quái thú, xin lỗi. Quái thú, xin lỗi địa ngục. Băng băng chiếu chiếu băng. Thì buổi trưa mai cũng được, có gì đâu các bạn. Vừa trưa hôm qua chơi rồi, cách cách buổi đi. Chú Hiếu. Chú Nai bom. Bom. Ông này thấy mình Nai 2 sao mà vẫn dám lên cấp á. Nai 2 bạn ơi. Đùa, không lấy đai 3 tiền để lấy kiếm 1 tiền à? À, không được. Nếu mà đai 2 tiền thì tôi sẽ lấy kiếm. Nhưng mà thôi. What the fuck is this? Nớp cái da tướng à, không phải là nớp hoàn toàn, nó vẫn dẫn có tỷ lệ da, nó chỉ thấp hơn thôi các bạn. Ai tê nhỏ. Giờ mình giữ tiền chết ở đây à các bạn. Bây giờ bán con Lilia 2 sao đi à, để dùng siêu du 1 với cả rác bột đó các bạn. Thật ra thì có thể là tôi bán hết thượng luôn ý, xong rồi tôi dùng cái khung này ý. Hoặc là ra như này đủ mạnh hơn không. Ông này cũng xoay một phát ra bài Rengar luôn này. Dạo này bài Rengar này cũng hot vãi chưởng. Đoạn này mình vẫn mạnh hơn anh em ạ. Ít nhất là mình cảm thấy thế. Ê, phước lành thôi nhở. Phước lành vẫn lỗi lắm. Phước lành thôi. Nó. Ê, không lên 7 là đúng. Lên 7 gặp nhà này ạ. Dude. Nhà rôn hết tiền. Ra Rengar 2. Bây giờ cái bài Rengar này chắc chúng nó lại spam nhiều lắm. Tại con Rengar bây giờ lâu không bị nớp mà, xong rồi người ta tìm ra cách đánh đúng nữa. Úi trời ơi. Cả đội hình biến mất trong 0,1 giây. Chẳng qua là đánh với nhà Rengar các bạn có thua thì các bạn luôn luôn thua ít một quân thì nó hãy tự giết một quân rồi. À, level 7 Rôn à. Level 7 Rôn đang đủ bài à. Nó tùy xem có bao nhiêu người đánh bài này với mình nữa. Ví dụ nhiều thì level 7 roll. Thật ra bài mình cũng không có nhiều sao lắm. Nên có lẽ level 7 roll vẫn là đúng. Cái ổ quái thú này đánh nhanh thật đấy. Cảm giác như kiểu vào phát đã có khoảng 5-6 sách cuồng đao ấy. Lạc đam to ấy. Kiếm thôi các bạn ơi. Được thêm một đồng. Nói chung là mình không có lý do gì để không lên cấp cả. Lulu 2 hộ pháp luôn à. Ghê dở vậy. Chỗ này đánh, à, đoạn này đánh chậm chậm thôi. Đoạn này mất chuỗi thắng rồi các bạn. Không mà các bạn, bài Rengar đoạn giữa nó mạnh quá. Làm gì có bài nào ăn được Rengar đoạn giữa. Nó có vồ chết hết sạch con carry. Con nào thấp giáp nhất nó vồ được mà. Mua Zera thì nhỡ đâu. Zera 2 dùng tạm vẫn được. Đấm rất kinh nhưng nó nuốt cho phát cút luôn. À, này. Ok, thua chút chút rồi. Bình mình chơi bài này nhưng vẫn phải roll nhỉ. Bài mình toàn một sao mà level 7 vẫn phải roll nữa, bạn không mất nhiều máu á.
cả bài này Rune thật ra bài gọi là Siphon Shield này nó toàn tướng 4 tiền, nó không dùng tướng 5 tiền mấy. Rune sớm được các bạn. Ok, chắc vẫn nên roll nữa bạn. What the hell? Sau lên cấp luôn à? Không lắp được cái gì à các bạn? À, chắc chúng ta không đợi được nhiều thế đâu, dây đâu rồi. Rồi chết dây rồi. Ừ. Khó nhỉ, cái đồ mình nó hơi bị kiểu làm mình khó lắm á. Chắc bị đầy đủ bú mà đúng không? Chắc bị đầy đủ rồi. Cảm giác nó vẫn mạnh ấy. Trời ơi, đồ gì đấy. À, tôi còn chưa lắp hết được các bạn. Có nhỉ, trang bị đầy đủ nhưng mà đồ đồ nó hơi toang các bạn. Thật ra có thể lắp Pantheon huyết kiếm nhưng mà đúng là muốn áo choàng bóng đêm nó siêu du thật. Nhưng mà chúng ta quyền năng siêu du khi ngon hơn đấy, thôi được rồi. Cho tôi phải chết thôi, bạn thể đánh nhanh vãi chưởng ấy. À, không thay đổi nhiều lắm. Siêu du gian đun đồ đẹp thế. Trận này cảm giác đồ mình nó khó lắp thật. Đồ lắp gì cũng cảm thấy sai. Vài cho dây là rõ ràng, hoặc là găm vào Jace cũng được. Sao không lắp vô cực cả? Tại vì Shoyu là muốn đồ thủ ấy các bạn ạ. Cảm giác là đủ đam rồi. Sao đây các bạn? À, tất nhiên là roll đã các bạn. Cung xanh thì bài này cũng không cần cung xanh đâu, vừa có ám mà các bạn lại còn siêu du đồng năm chuẩn thì cung xanh làm quái gì. Bú à, nói chung là bú thì cũng được, nói chung là roll thì không quá đen các bạn. Các bạn cấp 8 50 tiền mà không roll ra gì thì nó tệ quá các bạn. Bài này khó khó né quá, tại vì tôi vừa bị xếp ngọc, tôi vừa bị xếp ổ quái thú nữa. Cảm giác là không biết né kiểu gì luôn ấy. Random vô cực ăn được không? Random vô cực là đẹp rồi vì có đam. À con Nunu ấy trâu vãi cả chuột ấy. Ủa. Một cái huyết kiếm, một cái diệt, một cái bàn tay. Còn hai con nữa à? Rô lấy một con đi các bạn. Này các bạn. Xong đống đồ còn lại là cái gì? Đây nữa luôn à? Như này thì sao các bạn? Tại sao phần không có hút máu thì thôi để cho nó làm con phụ luôn ý. Không, thật ra thì khi nào mình lên sai phần 2 mình cũng có thể tháo đồ nó văng cái gang đạo tặc ra ấy, cho nó cái huyết kiếm ấy của dây ấy, xong tí nó cho dây đồ khác cũng được ạ. Mình đâu nhất thiết phải tháo đồ siphon đâu. Chắc đợi cái xẻng này sau này lấy hai xẻng thôi các bạn. Hai xẻng là bú. Chúng bài này mạnh ở đoạn giữa này lắm. Bài này tôi nghĩ là top 4 khả năng vào rất là cao ấy. Nếu mà đánh còn
Khả năng top 1 thì tùy. Top 2 cả cảm giác cũng cao. Top 1 thì có lẽ hơi khó, phải chuyển ra 5 tiền. Nhưng mà các bạn với ổ quái thú thì các bạn cũng chẳng bỏ được dây đâu. Với Na nhỉ. Ví dụ không có ổ quái thú chẳng hạn. Hay là bài này dùng 3 rồng Shyvana cấp tiếp theo. Hiền ấn ý thì con Sway này nó sẽ mạnh hơn các bạn. Đến đoạn sau ấy, cái đoạn lúc mà tất cả chết hết rồi, Sway nó được nhiều chỉ số hơn. Còn cờ lệnh thì nó thiên về sốc sát thương ấy, chứ nó không phải đánh lâu dài ấy. Cảm giác là bây giờ bài này sẽ là Rengar dồn, sau đấy Sway vét. Chết luôn à? Chết luôn mà, bài mình mạnh vãi. Xem nào, nhà cháy hay là nhà Rengar thì móng rồng cũng không cần. Nếu mà xem nào, xếp kiểu gì được nhỉ? Dây ở giữa. Xong rồi tất cả được xung quanh. Con dây chỉ để một hóa hình à? Một hóa hình thôi à? Xong rồi cục ngọc xếp như nào được nhỉ? Cho rắc xẻng với màu xanh cũng được, nhưng mà nó cũng không bành quân lắm các bạn ạ. Mình vẫn gõ được nhà này này. Không gì bằng combo xếp bài đau cái não. Có tháo đồ à? Tôi hiểu mà các bạn, nhưng mà mình có đang muốn tháo đồ sai phần ấy cho con giáp căng đạo tặc ấy. Xong sai phần cầm một cái đồ gì đấy tử tế hơn, vì sai phần 2 nó vẫn gánh được á. Chứ sai phần căng đạo tặc này thì gánh quái gì đâu các bạn. Nói chung là đoạn này là mình đang tự tin là bài mình mạnh hơn ấy, nên là mình chấp đồ luôn. Thế chưa? Để tạo con bát thôi, tí nó đổi. Mà thật ra nếu mấy nhà này mạnh quá thì dùng bát cũng được. Bát có bí ẩn mà. Mà tôi nghĩ là Yasuo 2 nó vẫn hơn bát rồi. Bí ẩn thì thật đập chết luôn. Thì bài này nó đã trâu rồi. Mình vẫn còn dây 1 nữa ha. Tháo huyết kiếm cho Yasuo cũng được. Đấy cũng là một cách. Yasuo bồ xanh huyết kiếm. Đồ sai phần đang đẹp, đừng roll. Đồ sai phần đẹp, mình có tỷ lệ gặp nhà này là nhà phép. Cái bát nó vẫn ngon, đỡ phải roll. Roll rồi ra Yasuo hoặc ra sai phần 2 lại phải đổi bài luôn. Chắc khả năng cao tôi đánh với nhà sát thủ thôi, nhà sát thủ mạnh. Đánh tranh top 1 với nhà sát thủ thì Yasuo 2 rất là đẹp. Đúng rồi. Có mỗi nhà sát thủ thôi, nhà này cũng bị nốt rồi. Nhà này mạnh hơn ở chỗ nào đâu? Không đúng không? Sự đồ sai phần như nêu nồi vậy. Như này đẹp hơn không? Xong tí các bạn đổi Yasuo vào cái chỗ con bát thôi. Yasuo màu xanh cộng với một đồ lấy ở round sau nữa. Thua Thua thật à? Alo. Thua thật. Mạnh vãi. Không tùy là mình kiểu ra đồ gì. Mình ra đồ đẹp thì mình ăn ý. Mình ra đồ xấu thì mình cũng lạ gì đâu. Nó không cho cái giáp lửa. Lời ân đấu sĩ bỏ Jack đi hả? Cũng không mạnh lắm. Thích thì mình bỏ Jack dùng Soraka luôn. Cần deck thì phải đi nhặt cái ân đấu sĩ. Tập này hai đấu sĩ nó cũng không hấp dẫn rồi. Tập này không phải là lúc than tộc hệ nữa rồi. Còn quân mạnh thì mình bỏ vô luôn. Bài này mạnh nhở? Bài này cảm giác nó nhiều nguồn đam ấy, cái bài của ông này. Lại thua một chút. Mình cần phải thắng mấy giao tranh nữa. Sao nó bỏ qua hết nhỉ? Kiểu nó bỏ qua con Rengar luôn các bạn ạ. Mấy con đằng sau tôi bỏ qua Rengar luôn.
Rồi lần này thua được nữa thì chịu rồi. Chết sờ quên sớm rồi. Còn mỗi Renga còi này làm gì được. Đây rồi, Yasuo đây rồi. Ơ kìa, bấm nhầm nút khóa à? What the fuck? Chán chưa? Hỏi thật anh em là chán chưa? Bug không cho roll luôn mà. Chả biết là bug hay là gì. Không roll được. Thôi rồi, vẫn top 1 các bạn. Tôi bảo là tôi có khóa đâu. Tôi cũng già nhưng làm gì có chuyện đến mức mà tôi khóa một cái shop trong khi tôi mua mỗi con Yasuo. Nó không phải là mình già các bạn. Mình là game lò. Game nó lọ. Ok, thắng rồi. GG.